Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bối cảnh mọi người bị hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người vì cơn dịch bệnh COVID-19, các buổi tĩnh tâm mùa chay, đông người ở các giáo xứ bị dừng lại để giúp cho mọi người có thời gian suy niệm, cầu nguyện tại nhà để trở về với Chúa trong mùa chay đặc biệt này. Giáo phận Phú Cường sẽ gửi đến mọi người loạt bài chia sẻ tĩnh tâm mùa chay online. Bài chia sẻ tĩnh tâm đầu tiên hôm nay, con xin được nói về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong cơn đại dịch. Trước tiên con sẽ nói về việc tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống của người Kitô hữu. Nhà thần học Henry Nouwen nhận xét: ngày nay khi phẩm giá con người bị định giá bằng các thành tựu, người ta không còn coi trọng việc cầu nguyện đời sống nội tâm. Họ thường làm việc và mong chờ tiếng vỗ tay của người khác. Khi đó, theo Henry Nouwen nói rằng, họ trở thành diễn viên xiếc trong sân khấu cuộc đời. Và Chúa Giêsu nói rằng, những người như thế đã được trả công rồi. Matthew chương 6. Thật ra, cái chính yếu nhất của người Kitô hữu, đó chính là tương quan với Chúa, ở lại với Chúa trong lời cầu nguyện. Nếu thiếu cầu nguyện, thiếu tương quan với Chúa, đời sống của chúng ta sẽ trở nên khô héo như cành nho tách lìa khỏi cây nho. Quả thật, việc cầu nguyện chính là chiến trường khốc liệt nhất của mùa chay. Khẩu hiệu của mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Mục đích chính của mùa chay, của việc ăn chay, đó chính là để cầu nguyện gặp gỡ Chúa. Có gặp gỡ Chúa thì chúng ta mới có thể làm việc bác ái cho trọn được. Mục đích của việc Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày trong sa mạc không phải là Ngài muốn thể hiện mình, nhưng là để Ngài cầu nguyện với Chúa, nhận ra con đường sứ mạng Ngài phải đi suốt cuộc đời. Biết đâu là con đường Chúa phải đi, cái nào là chính, cái nào là phụ. Mùa chay là mùa cầu nguyện để trở về với Chúa, xây dựng lại tương quan với Chúa. Không thăng tiến trong mùa chay, không thăng tiến việc cầu nguyện là thất bại trong mùa chay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thực tế, nhiều người đã thất bại hoài trong các cuộc cơn cám dỗ của mình. Nhiều tông đồ của Chúa cứ thất bại hoài trong công việc và trong cuộc sống. Sao tôi làm hoài mà thất bại? Nguyên nhân chính mà Chúa Giêsu cho các tông đồ cũng như cho mọi người chúng ta, đó là có những thứ quỷ chỉ có cầu nguyện mới trừ được mà thôi. Marco chương 9 câu 29. Vì thiếu cầu nguyện nên thất bại trước những cơn cám dỗ của ma quỷ. Vì thiếu cầu nguyện nên thất bại trong công việc. Vì thiếu cầu nguyện nên thất bại trong tương quan, trong đời sống là điều dễ hiểu. Chúng ta thấy trong phúc âm rất nhiều lần chúng ta đọc được câu: sau đó Chúa Giêsu lui vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, mỗi ngày còn cần đến cầu nguyện ở nơi thanh vắng để hiểu được ý Thiên Chúa Cha. Còn chúng ta là ai, với khả năng gì mà đòi có thể hiểu được Thiên Chúa qua trí khôn, qua sự xét đoán nông cạn của mình, trong cái náo nhiệt bận rộn của cuộc sống quay cuồng chung quanh? Rồi nhìn Đức Mẹ, tất cả các lần Đức Mẹ hiện ra, Mẹ đã không nói gì nhiều hơn là lặp đi lặp lại một sứ điệp chung cho tất cả các lần Mẹ hiện ra, đó là hãy cầu nguyện. Điều đó cho thấy cầu nguyện là vũ khí vô cùng hiệu nghiệm để vượt qua cơn cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt sơ Lucia, nay là vị tôi tớ của Chúa, một trong ba thị chứng nhân Fatima, đã viết: rất thánh trinh nữ Maria đã ban công hiệu mới cho việc cầu nguyện bằng lần chuỗi, bằng việc cầu nguyện bằng chuỗi mân côi trong thời đại mà chúng ta đang sống. Mẹ đã ban hiệu lực cho việc này đến mức không có vấn đề nào, không có việc nào, dù khó khăn đến đâu,
thuộc đời sống thế tục hay đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta hoặc của gia đình chúng ta mà không thể được giải quyết bằng việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Rồi chị nói tiếp, chị muốn lặp lại. Tôi nói với các bạn rằng không có vấn đề nào dù khó khăn đến đâu mà chúng ta không thể giải quyết được bằng việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Đây là lời con trích trong quyển sách 26 vị anh hùng của chuỗi Mân Côi của tác giả Donald McCauley đã được imprimatur. Tiếp theo, chúng ta thấy cũng nhìn vào đời sống cầu nguyện của các thánh chúng mà chúng ta hằng tôn kính. Không có vị thánh nào mà không cầu nguyện. Chính sự cầu nguyện đã giúp các ngài hạnh phúc trong cuộc sống, bình an trong tâm hồn, nhiệt tình trong phục vụ và nên thánh. Thánh Alfonso Liguori nói, không có việc cầu nguyện thì không có đức tin sống động, không có đời sống thần linh tràn đầy và cũng không thể có sự toàn thiện. Thánh Louis de Redan nói, việc cầu nguyện là tất cả, bởi vì nó nhận được tất cả. Nó là mọi nhân đức, vì nó làm nên tất cả mọi nhân đức. Khi Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lên ngôi, việc trước tiên Ngài làm để cải thiện giáo hội là Ngài cải thiện đời sống của các linh mục. Và Ngài chia sẻ, nếu ai hỏi tôi sẽ đưa ra chỉ thị nào cho các linh mục vào buổi đầu tiên triều đại của tôi, thì tôi sẽ trả lời ngay, hãy cầu nguyện mỗi ngày một nhiều hơn, hãy cầu nguyện với một sự thành khẩn mỗi ngày một hơn. Theo Đức Thánh Cha Pio thứ 12, đó là bí quyết để cải thiện giáo hội, xã hội, giáo xứ và gia đình và mỗi người một ngày một tốt hơn, cầu nguyện. Còn Thánh Teresa Avila, vị tiến sĩ về cầu nguyện, đã viết, ai bỏ cầu nguyện thì sẽ bị lạc lối, bất cứ ai không cầu nguyện thì chẳng cần ma quỷ cám dỗ để lạc đường, nhưng là tự y sẽ quăng mình xuống hỏa ngục. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, việc cầu nguyện vốn đã rất quan trọng trong đời sống hàng ngày cũng như cho phần rỗi đời đời của mỗi người Kitô hữu. Nhưng ngày nay, trong lúc này, nó lại còn quan trọng hơn trong thời đại dịch. Ông Tổng thống Donald Trump vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 đã nói, cầu nguyện đó là điều có sức mạnh nhất của con người. Nhà bác học sáng chế Guglielmo Marsenio đã sáng chế về điện thoại, đoạt giải Nobel năm 1909 đã nói, tôi hãnh diện tuyên xưng rằng mình là một tín hữu, tôi tin vào quyền năng của sự cầu nguyện và tôi tin không chỉ như là người công giáo mà còn như là một nhà bác học. Còn André Ampère, nhà vật lý học người Pháp sáng lập ra môn điện tử học, ngồi trong nhà thờ miệng lẩm bẩm lần chuỗi Mân Côi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ông là người đã phát minh ra cách tính cường độ dòng điện Ampère. Chính nhà văn Ozaman, người đã thấy Ampère lần hạt và ông ngượng nghịu quỳ xuống bắt chước, sau này đã thường nói với mọi người, tràng hạt của ông Ampère đã ảnh hưởng mạnh vào đời tôi hơn bất cứ cuốn sách đạo đức và bài giảng nào. Cũng vậy, Louis Pasteur, nhà bác học tìm ra phương pháp tiêm ngừa và sử dụng vaccine. Những thành công trong cuộc sống và trong khoa học của nhà bác học Louis Pasteur không chỉ đến từ phòng thí nghiệm, nhưng còn đến từ những giờ ông chìm đắm trong việc lần chuỗi Mân Côi. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật ngày 22 tháng 3 vừa qua đã nói, khi cả loài người run rẩy vì đại dịch, chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Và vào sáng thứ hai ngày tiếp theo, ngày 23 tháng 3, Đức Thánh Cha đã hướng dẫn, cầu nguyện cần có đức tin, bền chí và can đảm.
Rồi Ngài giải thích. Thứ nhất là đức tin. Đôi khi chúng ta cầu nguyện chỉ bằng môi miệng, không xuất phát từ con tim. Đó là một đức tin yếu đuối. Cầu nguyện với đức tin, hoặc đó chỉ là một thói quen, một thói quen không có ý thức thưa lại với Chúa. Đấng đã có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Điều thứ hai cần phải có khi cầu nguyện, đó là sự bền chí. Một số người cầu xin nhưng không đủ kiên nhẫn, bởi vì tận bên trong họ không có đức tin. Đức tin và sự kiên trì luôn đi đôi với nhau. Nếu anh chị em có đức tin, anh chị em tin chắc rằng mình sẽ lãnh nhận điều mình cầu xin, và đôi lúc cần phải có thời gian. Trong cầu nguyện, chúng ta phải có thái độ nghiêm túc. Chúng ta không cầu nguyện như những con vẹt hoặc như người dân ngoại. Họ nói nhiều lời. Và Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích. Điều kiện thứ ba, đó là điều thứ ba mà Chúa muốn chúng ta phải có khi cầu nguyện, đó là phải can đảm. Đức Thánh Cha đưa ra các mẫu gương trong Kinh Thánh về lòng can đảm khi cầu nguyện. Lòng can đảm của ông Mô-xê, lòng can đảm của Abraham. Trong cuộc chiến với quân Amalek, ông Mô-xê, người đại diện toàn dân, đã đứng trên đỉnh núi và can đảm giơ tay cầu nguyện với Thiên Chúa. Thế trận của cuộc chiến khốc liệt này tùy thuộc vào khả năng cầu nguyện của ông Mô-xê. Lời cầu nguyện của ông Mô-xê và sự trợ giúp của ông A-rôn và ông Hu đã giúp cho quân Israel chiến thắng vẻ vang. Còn ông Abraham đã can đảm điều đình với Chúa, trả giá với Chúa về việc cứu dân thành Sodoma. Abraham, Mô-xê và các thánh đã cầu nguyện mãnh liệt. Các ngài đã chiến đấu và đã chiến thắng. Vì vậy, Đức Thánh Cha đã kêu gọi, trong những ngày này chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta phải cầu nguyện bằng đức tin, bằng sự kiên trì và lòng can đảm. Chúa sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đôi lúc chúng ta cần phải chờ đợi nhưng không thất vọng. Trong thư thông báo về đại dịch, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng đã viết: người Kitô hữu hãy tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, và đây là điều chúng ta phải cống hiến cho thế giới. Vào thời điểm này, nhân loại vẫn hoàn toàn bất lực. Có cảm nhận về sự bất lực của mình, chúng ta mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và ý thức hơn rằng cầu nguyện chính là sứ mệnh của cả giáo hội, của mỗi người chúng ta. Rồi Ngài còn viết thêm trong sự khẳng định, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Ấy thế nhưng, Chúa không muốn đáp lời chúng ta, đáp lời cầu nguyện chúng ta ngay tức thời, như khi chúng ta trả tiền để mua một món hàng. Khi đứa con không vâng lời cha mẹ, nghịch ngợm đến nỗi bị thương chảy máu, nhiều lúc cha mẹ để đứa trẻ khóc kêu la thật lâu, không phải vì không thương nó, nhưng vì muốn đứa con thấm thía sự đau đớn để từ nay ngoan hơn. Nhiều lúc ta phải chịu nhiều đau khổ để thấm thía bài học trong đời. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, khao khát, mong mỏi, vì cần có thời gian để chúng ta có thể thấm các bài học Chúa muốn. Virus nhỏ bé, dường như vô hình, lại có sức thay đổi lối sống con người. Nếu chúng ta biết mở mắt và lắng nghe, thì mùa đại tai họa này có thể trở thành mùa ân phúc để chúng ta trở về với Chúa. Để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, con xin được gửi đến quý ông bà anh chị em lời khuyên của Thánh Francisco de San. Mỗi người chúng ta cần nửa giờ cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng nếu ngày nào đó khó khăn bận rộn, thì cần phải cầu nguyện một tiếng đồng hồ, một giờ. Vì sao mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện nửa giờ, nhưng trong những ngày bận rộn, khó khăn, thử thách thì lại cần cầu nguyện đến một giờ? Theo Thánh Francisco de San nói: thưa, những ngày bận rộn, khó khăn, thử thách là những ngày chúng ta cần ơn Chúa nhiều nhất. Chúng ta cần có nhiều vũ khí nhất để chiến đấu với cám dỗ của ma quỷ. Nhưng trong thực tế, chúng ta thường hay làm điều ngược lại. Những ngày bận rộn, khó khăn, thử thách nhất,
chúng ta lại thường bỏ luôn việc cầu nguyện, bỏ sức mạnh từ ân sủng của Thiên Chúa và bỏ luôn vũ khí. Đi, ông bà anh chị em thử hiểu, thử nghĩ, đi chiến đấu mà bỏ sức mạnh, bỏ vũ khí thì không chết mới lạ. Trong cơn đại dịch COVID-19 hiện nay, người người gặp khó khăn, nhà nhà gặp thử thách, từ kinh tế tiền bạc đến khủng hoảng tâm lý và đến cả sức khỏe mạng sống nữa. Nên đây là lúc chúng ta phải gia tăng hơn nữa để hiệp thông trong lời cầu nguyện với Đức Thánh Cha, với Đức Cha giáo phận và với mọi người. Nhờ đó, mỗi người chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và thế giới sẽ chiến thắng trong cơn dịch bệnh hiện nay. Amen. Xin chào quý ông bà và anh chị em.